Trang với bà tiếp tục về giường và đặt chấm quá vậy. Ai mấy ông chấm nè, hôm nay ngày nào ba cũng đặt hết trơn á. Bữa nay Trang lại tiếp tục quay một cái đoạn clip đặt chấm của hai cho con kiếm lương nha hả ba. Mồi trong này là ba đắm gì sống nè? Ốc tỏi. Ốc tỏi dưới đất. Đất có cua không? Cua không có. Không có, này hiếm cua quá. Giờ ba vô không chấm nè. Để cái hôm vô nước động lực bình. Bận không, bận không? Ồ, phải đuôi rồi, biết nịnh dữ nha. Tặng nè. Trang xin kính chào quý bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xa đang xem kênh Khói Bếp Miền Tây. Thì hôm nay lại là một ngày tiếp theo trong cái những thước phim về miền Tây ở quê Trang thuộc xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Và Trang cũng muốn chia sẻ đến mọi người về những cái cách bắt cá, lương, ếch hay là tất cả những cái con vật mà thiên nhiên ban tặng cho người dân ở vùng quê, ở địa phương Trang. Hôm nay hai cha con lại tiếp tục đi đặt chốt lương. Và có thể là Trang sẽ đổi địa điểm, hy vọng là sẽ dính được nhiều lương vào ngày mai. Mời quý ông bà cô chú cùng trải nghiệm một ngày với Trang và bạn nha. Đi bye. Vì nhiêu đây thì Trang không thể nào bưng nổi ống chúm nhựa á. Nó nặng lắm. Ý là nó bằng nhựa, nếu mà nó làm bằng tre theo kiểu truyền thống chắc Trang nghĩ chắc không dỡ nổi đâu. Mà ba thì không dám. Cái này hồi nãy ba dặn Trang chỉ dỡ thử cho quý vị coi thôi nha. Không nổi. Ê, bây giờ thì hai cha con sẽ tiếp tục đi thôi. Nhường lại cho ba nè. Nước rồi hả ba? Trang thì Trang phải lội vậy nè. Ba là ông phóng không à. Ui nước không à. Rồi con xăng quần lên trái. Ba nặng thì ba để xuống cái mệt đi. Nước không có gì. Nước không thầm sách vậy đó. Đúng rồi. Thank you.
đây. Ồ, cây này cây dông. Ba biết mẹ nói cây dông gì không? Ồ, cây dông lớn quá nha quý vị. Hết hồn. Vườn này cây cổ. Mẹ nói hình như cây dông này ăn mắm cái gì á. Để về hỏi kỹ anh này. Đây nữa hả bà? Ừ. Vườn bên này nó rộng, nó thoáng. Vườn bên trên ở trong cho nó hơi cây cái hơi gập. Đi nè, có gào rồi mời đi quá chứ. Ôi, vậy mà khen nó thông minh hoài. Mất. Mất, chỉ với hai ba nè. Củi không? Củi này cái gì vậy? Mấy cái xào này nó hư nên là cưa bỏ luôn cái gì ha. Nó bị mấy cây mà cũ á, nó bị si rồi nên là cưa bỏ. Trồng khỏi cái khác. Mật không lại ba ha. Bông lục bình mùa nãy nở ghê luôn phải không? Ừ, mùa này nở luôn. Xong, ống cuối cùng. Rồi bây giờ hai cha con Giang sẽ đi về và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa vào ngày mai nha. Ngày mai mấy giờ đi thăm ba? Sáng đi. Gì đó chú? Hôm nay là buổi sáng sớm. Ăn sáng tới rồi đi thăm chấm quý vị ơi. Thịt nướng, xíu mại. Với pate. Nè. Này đây. Để xuống lá nè. Dính lá, dính lá. Được chứ? Ăn miếng thịt nướng nè. À. Gật đầu rồi. Gật đầu vậy ăn nữa nha. Bước luôn, chơi luôn. Miếng nữa đi con. Rồi. Đây. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ngày hôm qua nha quý vị. Và hôm nay thì Trang sẽ chuẩn bị đây là một cái túi lưới nè. Và cái bao để ba đựng chấm. Trang thì đi theo quay. Mời quý ông bà cô chú anh chị các bạn cùng đi theo thăm chúm lương với hai cha con Trang nha. Hôm nay hy vọng là một ngày sẽ có được thành quả khá khá để Trang chia sẻ niềm vui đó với ông bà cô chú anh chị nha. Bây giờ thì đi thôi. Để đi để lương đó. Chui ra đó. Mấy cây cầu này ở quê Trang giờ nó yếu lắm rồi. Đi nó bị gãy luôn á. Mật đi nhanh tóc. Đi nè. Đi nhanh. Đi con. Đi trước đi. Thôi ơi vậy mà nó ngoan. Bên đó đó. Hướng bên này nè. Hướng bên này nha. Thôi. Ui da. Xin bày. Rớt dép rồi. Chị biết sao mà Trang hay đi ra giường mà Trang mang dép không? Ra với miễn ốc không à. Nên là đi vụt lên nhược xuống vậy đó. Mấy chỗ này hơi khó đi. Hết cái giường.
hết cái cần hết luôn á. Bích bùng á. Nhích không? Không. Không. Mở hàng mặn mà rồi đó. Tiếp tục, đừng náo gì. Ba để ở đây, ba đi hâm hai cũng kia đi. Ở nhà quý vị, cái cây này cây gì nè? Em không biết cây này là cây gì nữa. Để đây cho nó nhẹ. Thì đi qua kia cái dòng vô. Cái này còn sống. Có cái chính bên đây nè. Đây, 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 đây. Nhỏ đi ra vườn gặp cái mẹ. Giờ cũng còn mê. Dạ không này thấy không? Dạ. Mực ăn cái này không? Úi giật rồi. Con mực nó chạy kìa. Cái ống tiếp theo. Ống cũ người xưa. Nắng quá. Chạy dữ lắm rồi bé ô. Thấy hả? Ừ. Ô, hết cả nước luôn rồi. Thấy hả? Ừ. Đó 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 đó. Đó, nghe không? Nè. Ọt, ọt thấy không? Ọt, ọt. Ở trên này hơn. Đổ ra luôn hết sao? Ừ, đổ luôn. Khoan ngày chưa nha. Có cái gì đâu. Nắng, nắng, nắng. Nè, dịch này. Phá kỷ lục luôn ấy. Ấy đó. Ôi ôi luôn nè, quảnh luôn. Ôi. Ôi quý vị, anh nè. Mấy con đếm há bự không ạ? À? Đếm không đếm được. 4 con. Phải không? Ờ. 5 6 con gì đó. 4. Hồ 4 con thiệt rồi. Ôi luôn quý vị ơi, lại sao con này. Đi xuống gì vậy? Đi đi tiếp tục, đi tiếp tục. Vậy mới hợp hả vậy? Quá trời mừng rồi, hai cha con quá mừng rồi. Thôi. Nghe quý vị, thôi đủ rồi đi về. Coi đi ha bà. Đấy, coi rồi đó. Mừng rồi đó, vậy mới đi như nhanh sải bước được chứ. Nãy giờ đi cà tính tính dạ không có gì hết buồn. Bà cụ cái túi là như ba đỡ nó được. Dính đó. Mặn thật lắm đó. Chưa kịp ăn cái này luôn mà. Mọi trái luôn à. Cây này là cây xua đũa nè cái gì. Ông xua đũa nè. Còn miếng lẩu không chua. Hả? Chưa từ 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 từ. Ôi ơi bông lục bình. Mùa này là mùa bông lục bình rồi, mùa hè. Vĩnh Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Trân. Đó. Sao nào? Work. Ừ, ừ. Work. Chua quá quý vị. Bằng đó nào. Không nghe sợ hả? Phải không xài lấy đó. Vì khó lắm. Cái hộp này nó chua chua rồi hả? Không phải rồi. Nè để nó xài ngon nè. Ăn theo kiểu mình như là con chim muôn cỏ vậy. Nè móc hay sao con nhớ đâu đây nè. Ngày hôm qua con đi qua khúc củi này khó khăn nè.
là không nhớ luôn nữa, hay là mất rồi. Đi tiếp tục đi. Đi xài không? Khó đi lắm. Mới dính 4 người mà cũng chết rồi. Bây giờ không ở đây là phải héo nè. Ở đây đây. Bây giờ rác nữa tới sao? Tính vậy. Cái đây là mẫu ống là chắc nè, khi nè. Vậy là 3, 1, 2, 3 điếm rồi, coi đủ ống mình chưa? Ở đẳng mà 2 ống không? Tại vì cái khoảng này nó xa quá, nó đâu có bụi rậm gì đâu đó. Không cầm chứ. Không. Mực đi kiếm không trúng đâu bạn. Cái gì kiếm đi. Không chạy chưa chạy. Thôi thôi. Thì ống vừa hơn sao em mẫu. Ống kia mương bên kia. Ống có mương vườn trời. Hẳn là mình đâu đặt mương vườn trời á ba. Không. Bớt mình đặt mương vườn ống. Thừa giờ rồi đó nha. Trời ơi, còn niệm Phật quá trời. Có anh vậy hả? Đi không bị thôi. Hai con. Đấy, nó gió nhiều con chứ ha. Vui nhưng mà không trúng nè. Không trúng mày trúng tới sao? Dây này là dây gì vậy bà? Cái gì? Láo vàng hay gì không? Láo vàng. Phải không? Nó nuốt nước uống á. Áo như rễ tre à. Ủa dễ cỏ chanh nó hơi gà gãy tre luôn rồi mất ống chấm bị bắn lọn chưa biết được đếm lại mới được sợ mà nhớ lộn chỗ đây nè gãy dứt này đâu gãy biết liền bọng nước ra vô đi chết quá luôn nè giường mình đang thật cưa ra nó thoáng nha xa xa mà có một cái giường trống cả thì nó mát cái gió nó ra giường vậy được cây không nó gặp nó có gì
Thua mua bánh. Thua vừa ngói rồi. Đi dông nè. Vậy là mương bên đây là nó chỉ bắt ếch được thôi. Lương là nó không có bằng mương bên vừa ngói nha. Mình không cắm ếch bên đây thấy hàng nè. Trang mấy qua đây trang bắt lương thử có không. Kỳ ám nổi. Nhẹt quá. Mới mốt người ta đem theo cái gì người ta cắm đi. Mấy em đánh quá. Mới la dị gì không một nổi. Đừng ai giấu nữa. Giá cho con kiếm có mấy con chấm đi. Làm hôm cực lắm. Cả một tâm huyết của ba con á. Chạy nữa rồi. Chạy. Cái chị nghe ngon không? Ngon mà giờ cừ hết nổi rồi đó. Đâu có gì đó. Thường ngày còn hí hù. Mà nãy giờ cũng bộn rồi đó. Sáu con rồi, con này nữa nè. Hẹn con ha. Không biết nó thấy ù nè. Hẹn con. Rồi. Tội lỗi. Có lý vậy. Hai con. Nhiều quá, nãy giờ nhiều rồi đó. Tám con. Đừng có đếm. Tiếp tục. Dây gáo vàng nè quý vị. Uống nước uống. Thẳng lưng nè. Bực. Nha, chơi hả? Đó giờ có ai có tình chưa? Nè, tặng cái cho mình tính thôi nè. Đi ba lá xài nè, ba lấy rồi đó. Đi cho ta thấy. Rồi cứ hả chạy hả ba? Lương bành. Lương bành nè. Đây chó chấm. Trời chưa cũng hợp nữa. Bắn loạn hết trơn rồi. Nó lại là gấp thăm gì đấy ham quá. Nó giật khe bánh đi. Ôi con này ngon nè quý chị ơi. Hết biết không. Còn quánh luôn. Tiếp tục. Cái gì à, bây giờ tình hình đang rất là căng thẳng luôn. Là lương đâu. Bị lạc đâu hai ống đúng rồi nhờ ba đi kiếm. Thấy không ba? Dính không? Không đây. Rồi còn cái ống bên kia nữa. Được nhiêu đây nè quý vị. Đây chơi, đây chơi. Thôi giờ dọn nguyên thằng này đi. Thế giờ sao vậy? Thay cầm dép. Mật đánh thôi được không con? Ba mất hai ống chấm rồi kìa. Đi kiếm đi. Đủ không? Làm ai nói rồi. Chín mười ba bên ống nữa hai rồi, còn bên dưới ống thôi. Ôi. Thôi không sao, không mất mà mọi người quý vị. Có nghĩa là nó chỗ nào cũng như chỗ nào hết trơn á. Không nhớ nổi, ba mà nhớ được như đó là ba hay lắm rồi đó. Bây giờ hai cha con chàng sẽ đi về. Còn ống bên nhà nữa không ạ? Bên đó là ngay góc thôi. Ừ. Đi. Ôi, nặng.
tôi lương con cầm tiếp sao? Thôi, tôi cầm đó. Rồi, vậy đi. Đi đi, đi trước đi. Nặng dơ quá vậy. Nhưng mà phải lại nước nha. Con cũng lội luôn. Dễ chẹo xem. Dữ lắm chứ không hiểu khủng khiếp đâu. Luôn á, nhiều hơn mới hỏng không ta, nhiều hơn hơn không chín con nhưng mà bữa nay con bự còn ống nữa. À, không hết rồi, dài quá vậy. Không. Bao nhiêu là đây? À. Bánh thần à. Hết luôn vườn mấy cậu hết trơn rồi. 9 con. Con bự không à? Con chưa biết nữa là giờ mệt, giờ đi suy nghĩ rồi làm món gì. Cậu tính ăn luôn không? Dạ. Mẹ già. Nghe chuối chín thay. Khổ quá rồi. Khổ quá rồi. Mẹ ra đây coi nè mẹ. Cái này ăn bắt chơi. Không được uống miếng nước đá đi đây bài. Trên đầy đó. Đây nè quý vị, cho quý vị xem hành đá nó giờ nha. Oh. Chuẩn bị nha ba, nhẹ nhàng thôi, nhẹ mẹ. Ghê thật. Tặng hình bè cái nãy không? Không thở đâu. Cái này quý vị. Ôi cầm nó nha. Nữa. Nữa. Ra cầm nó. 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 Ra này quý vị. Giờ nghéo. Giờ nghéo hả? Ồ. Trời ơi con lương bự. Con lương nó đặt sao màu ốc không mà. Ừ. Nè. Quý vị ơi. Con chàng vô làm chay. Lương nó quê chàng á. Khiếp chưa? Ông bà cô chú anh chị nào về đặt trứng lương với ba chàng không? Rồi. Trời. Mới thấy là bữa nay nó ngoan à. Bắt đầu là bây giờ chàng nhà ba sẽ chuẩn bị chế biến một cái món ăn mà từ trước đến giờ chưa từng làm. Theo chàng nghĩ thì YouTube thì nên làm những cái món mới lạ đi, tại vì món thường ngày thì cũng đơn giản thôi. Cái con lương này thật sự mà nói là ha, nấu canh chua lương nè, lương kho sả ớt nè, lương lá cách, lương lá nghèo, lương rau ngổ, hay là lương chiên tương, lương chiên nước mắm, tất cả về món gì luôn. Mà hôm nay chàng sẽ làm một món lương, mời quý bà cô chú anh chị đón xem nha. Ha. Ba lương gì? 9-10 con vậy á. Mấy con? 9 con, 10 con. Ôi, 9-10 con quý vị ơi. Một lần vậy á. Mẹ ăn lương nướng đi. Lương nướng. Con ăn lương gì? Lương nướng đây. Không? Bữa nay thì cả gia đình Trang chắc có thể là sẽ nướng lương theo một cái kiểu dân dã ở quê Trang. Ồ, vàng, thịt vàng. Thịt sữa vàng luôn. Mất tiếc hay không? Wow. Cái con trắng gì chứ nó không ngon bằng con vàng. Vậy. Nước nó cạn, con là nước cỏ. Vài bữa nước vô vàng tư gì chứ không. Ừ, nó con lương vàng này. Con lương này bị nước cỏ nè. Trời, Trang có ra vườn hái được mớ rau răm quý vị. Đây là rau răm nè, và rau húng dũi. Xin thằng cậu ba. Mì tiêu ở nhà có. Rồi Trang sẽ làm cái món là lương nướng bẹ chuối. Một chút nữa chỉ cần ba mần lương xong, hai cha con đi cắt cái bẹ chuối nữa và chế biến cái món này thử coi nó ngon không.
Rồi, giờ hai cha con trang cho nó ha. Đón cái bộ chuối này cái gì. Đây là cây chuối người ta đốn sẵn rồi nha. À, cái này các bạn cũng bỏ thôi chứ không nhận gì hết. Đốn các bạn nè. Rồi, vậy à. Hai bẻ ha. Ba bẻ, ơi. Không quay được khoảnh khắc ngàn vàng của chú hai. Tới cái đuổi. Đi về. Ta bột xài ở trên cái này. Xài nó rụng nha. Đi về liền nữa, ở đây hơi nó rụng đầy đầu, u đầu nữa. Rụng cái đi luôn á, nó xấu mà nghe nha. Con đường nhà trang nè, nó mát lạnh luôn á, đi này hơn mát lạnh đó, mát dữ lắm luôn. Không phải là về đây hít thở không khí cái khỏe trong người đó. Tại vì chén cơm bên áo mình có cơ hội được sống những ngày trọn vẹn nữa quê, còn phải mưu sinh nữa. Xạo sự không bạn, chạy đài lâu cái gì trái quá trình trái luôn của cô ba trang nè, bạn thấy không, mua trái rồi nè. Nguyên đồng bây giờ đang đem vô trong cái thau luôn nướng đậu chuối hạt liêm mình vừa ăn. Ngọt thêm thôi, không có sầu muối. Ngọt xíu tiêu cho nó thơm. Xíu ớt. Bột nghệ. Hơi con lươn nó màu đẹp lắm. Một xíu ngũ vị hương. Còn đây là gia vị tây bắc, nó mới khén mặt giỏi lắm. Rồi con sẽ trộn về lên, vừa thấy hấp dẫn không? Đây nè, dịu không nhỏ như nè. Trong đây thì nó có rau răm với nhau của húng nhũi nè, tiêu xanh, ớt. Trang sẽ cho toàn lượt mấy con lươn này vô trong cái ống này cái gì vô luôn. Cái một phục một đi ngon lành hả, mình hâm chấm là mình bẻ ra bỏ rồi giờ mình nhúm lửa thôi là mình cũng được một việc làm nữa. Ngon ha. Con vậy thôi, dở mấy cái ống chấm mới làm đó, đó con chậm lắm cũng được rồi, cái đó khóc liền á. Cái đó là bớt cực lắm. Cái này có vẻ tình hình nó có ý như vậy. Nó chạy khéo quá chạy. Nhớ cho con nhiệt tình không được hả? Không được. Cháy rồi, cháy rồi. Chụm luôn cái này đi. Ha. Nó rỡ qua đó hả? Ngon không? Nước này là hả? Tưởng nó xài.
Khỏi khỏi khỏi. Tao nó nửa là lửa phừng lên. Được rồi, chút xíu con cá củi này dữ lắm. Ồ, ơi, cần câu đốt luôn hả? Đốt luôn, đầu này làm ngồi đốt làm cá. Cái cũ rồi rồi thấy sao? Thế mà ngồi ra là bỏ làm khác mới lại. Đốt cần câu hết luôn. Cần này đâu phải cần bữa hổm à? Cần cũ năm ngoái. Năm ngoái, năm nay mới đốt. Ừ, gần năm nay mà qua năm đốt. Vậy đó. Ngồi thêm hai chai nha. À mà chiếc này không nổ. Không nổ này không nổ. Chiếc này thấy không? Tôi hai biết rồi. Trái liền thấy chưa? Trái cây đó liền. Cây này ai cây tươi nè. Nó đã chứa rồi. Nóng quá. Quá lửa à. À, sao con ngồi đây vậy, con ổn không mà sao con ngồi ngay cái đầu của nó hả? À? Con cảm thấy con có gì đó ngu ngốc. Chạy. Nó chạy thôi. Mà con chạy con giục cái máy quay vô lửa nó chết. À, con thấy cái này nó giống như là cái gì mà bắn đại bác hay gì đó mà. Phải không? Con không gầm mấy cái đó. Chứ con thấy nó non ná rồi. Con giờ lửa quá rồi sao mà mày cục được. Được. Dữ dằn nè, tuổi thơ chứ hai quá dữ dội rồi. Thấy con nhỉnh chứ. Thành quả còn ngay ở trên bếp luôn, nhưng mà con lưng nó rất là vàng quá vậy. Rồi đi xuống thôi. Bây giờ Trang á, chuẩn bị sẵn rồi, có mẹt tre ở dưới này nè. Đó, chuẩn bị hứng cổ lên nhà rồi. Ôi gỗ khói lên kìa, ham không? Ôi nó thơm. Quá thơm rồi, xuất sắc luôn cái gì ơi. Rồi, đồ này hả mà. Để đi. Thôi rồi. Ôi, ôi thứ gì bà. Ồ, cái nè quý vị ơi. Rồi, gắp vô. Quá đẹp luôn. Vậy thấy cái rau của nó nè. Thơm lắm. Không có thể nào mà tả được cái hương vị rất này cho quý vị biết được luôn á. Thơm lắm. Ô, vàng đó nè. Rút vô. Ừ. Rồi, gắp lên. Con nào con ấy nhiều do cho nó không gãy như vậy. Mà nó chín, đảm bảo là nó chín. Nó có mấy cái con này nó bị xì ra nè, là nó cũng vàng luôn. Này cho Trang làm đấy. Ồ. Ồ rồi. Quá rồi. Ồ, thơm ghê không? Có thơm. Cho nó lên dĩa cho nó thành món ăn năm sau nha quý vị. Chỉnh nhà hàng nha. Ôi, con gương này chỉ có Đồng Tháp nè. Không biết tả như cái gì làm sao nữa. Chuẩn gì miền Tây luôn. Cầm khéo để nó gãy vô. Gãy thiệt quá. Nhanh. Ồ. Quá thơm rồi. Ăn nha. Ồ, nào vậy. Cái muối nhìn hấp dẫn không quý vị. Rau hương đồng gió nội luôn đó. Chanh ớt, muối ớt, chanh và lương. Chịu đời gì thấu thịt chứ bà. Quẩy lên quẩy lên. Thôi. Ừ, thơm không? Tạm thời để hộp gì luôn nha. Lát nữa chấm rồi lắp lắp lắp. Rồi, thử cái miếng đi. Ồ, ngon nè. Thơm. Rồi.
Thầy Trang xin mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa cùng dùng bữa cơm với gia đình Trang với một món ăn khá là ăn dở. Ăn dở mà nó mệt quá. Còn món nhà hàng nó sao nữa. Đây món lươn nướng mẹ chú. Ăn nha. Thử nha. Thử ra mình nướng chín chưa. Ăn ngon mà ngon cũng ngọt. Cái rau rồng thơm á. Ngon mà nha. Chua giờ, quá chua. Nửa trái chanh. Muốn ớt phải ăn chua nữa. Ngon quá. Ngon. Để muối thêm đi. Thôi. Tại muối chưa con. Này ngon à. Tí gì vậy nha. Thơm. Hình thơm nó thơm mùi cá lóc nướng chui ta. Ha, à, thử đó, thơm lắm. Cứng rồi. Cứng nồng à. Thích nhất là cái màu vàng đó. Còn cháy cơ. Thơm quá thơm. Thơm mùi ngộ lắm luôn. Con ăn cái đuôi đó đó, cái đuôi ngon lắm. Trong con lươn này đuôi ngon nhất. Trang xin phép gửi lời chào và lời cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã cùng xem những cái tập phim về gia đình Trang trong cái cuộc sống ở miền quê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.